Muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì coi lại cái nhân đời này. Thì quý vị coi coi cái nhân đời này chúng ta đã trồng cái nhân gì. Nếu mà mỗi ngày chúng ta trồng cái nhân sân hận thì cái quả báo là trong địa ngục. Nếu mỗi ngày chúng ta trồng cái nhân á, là tham lam thì quả báo là ngạ quỷ. Nếu mỗi ngày chúng ta trồng cái nhân là ngu si, không biết chánh tà thì quả báo là súc sanh. Có nghĩa là chính chúng ta có cái quyền gieo nhân và chúng ta gặt được quả. Và tất cả những người giàu sang ở cõi đời này không phải là do quý vị giỏi mà giàu sang đâu, mà là do chính quý vị đã từng tu cái phước báo giàu sang, đó là bố thí cúng dường. Nên đời này của quý vị làm chơi cũng có thiệt nữa. Còn nếu như một người mà trong mạng không có phước, dù quý vị có tính nát óc đi chăng nữa đi chăng, nó cũng không có tiền nữa. Những đức tin chỗ này 100% luôn. Nó nên từ nơi đó mà tất cả những người mà dự chương trình này hay khắp nơi mà nghe được, nhớ phải dạy con cháu của mình là người có đạo đức. Nên người xưa mới nói một câu á, cái món quà mà ông bà cha mẹ để lại cho con cháu quý giá nhất đó là gì? Là đạo đức làm người. Nên chùa mình thứ bảy có cái lớp đạo làm con. Những đức thường hướng dẫn các cháu, những đức nói rằng á, nếu các con muốn sau này mà con các con mà hiếu với các con thì các con bây giờ nên hiếu với cha mẹ mình. Vì giọt nước trước nó nhiễu làm sao thì giọt nước sau sẽ nhiễu theo như vậy. Nếu như chúng ta bất hiếu với cha mẹ mình thì không bao giờ mà con mình có hiếu với mình đâu. Thí dụ như bây giờ mình làm dâu mà mình hết lòng với mẹ chồng là nhân, thì quả báo chắc chắn là con dâu của mình sẽ hiếu thảo với mình. Quý vị phải nhớ, mình làm con mà mình hiếu với cha mẹ mình thì mình cũng có cái cách để biết dạy con của mình hiếu với mình nữa. Mà chính cái hành động của mình, con của mình nhìn nó cũng làm theo. Nên tất cả những người khiếm thị ngồi ở đây cũng là vợ chồng với nhau nhiều lắm á. Dù là mình khiếm thị nhưng mà mình cũng phải nghe đạo đức giáo dục. Mình sanh con ra mình cũng dạy con mình. Dù cuộc đời của con mình nó không giàu sang gì, dù là đi bán vé số, dù là làm một cái nghề gì đơn giản, nhưng mà mình cũng rất mong con của mình có đạo đức đi quý vị à. Là một con người trung thật, là một con người có đạo đức, để mà trồng cái nhân lại để quả báo con mình tốt đẹp về sau quý vị. Khi những đức dự chương trình này, những đức thấy á, có những người mà khiếm thị mà sanh con ra cũng khiếm thị. Có một đứa bé mà ở An Giang á, mà thấy mẹ của nó sanh đứa bé ra, nó vừa tàn tật nằm một chỗ lăn như thế vậy, mà cặp mắt của cháu á, tròng trắng không. Mà mình thấy đúng là nhìn một cái là thấy tội nghiệp, thấy thương. Nên những đức nói với ban tổ chức á, chuẩn bị bánh với sữa á. Ở đây những đức thấy có nhiều cháu nhỏ nó ngồi đây nè, kệ các cháu nhỏ đi đến đây, mình phải có món quà cho các cháu. Nó cảm thấy nó đi đến chùa nó có một cái tình cảm gì đặc biệt dành cho quý thầy, đó là cái phước của các cháu. Nên những đức nói rằng là nhìn chương trình này tổ chức chúng ta thấy xúc động lắm quý vị, xúc động lắm. Nó nên nhiều phái đoàn bây giờ dẫn con cháu đi đến đây. Mình thí dụ như đi, mình nắm tay mình dẫn người ta đi ra xe cũng có phước nữa. Tại vì đông quá đông, có khi quý vị biết rằng đi tràn lan đại hải. Hồi sáng như đức nhắc nhở đại chúng trong chùa, như đức nói á, có những người khiếm thị á, như bây hổm có đâu 20 người khiếm thị, không biết mấy người sáng mắt đi đâu mất tiêu, để cho người khiếm thị mà dẫn khiếm thị. Trời ơi, ông không thấy đường mà dẫn bà không thấy đường đi. Quý vị biết rằng á, những đức thấy gì đâu mà buổi trưa nắng mà xe ta đi về bớt hết trơn rồi. Vậy mà còn chiếc xe là một số người sáng mắt đi đâu á, để cho 20 người khiếm thị họ đi vòng vòng trước ngoài sân chùa mình á. Những đức nói mấy thầy, những đức nói tờ mấy người khiếm thị này công nhận siêng niệm Phật thiệt. Giờ này mà đi niệm Phật vòng vòng ngoài sân nắng quá trời, sao không vô chánh điện niệm Phật, đi vòng vòng ngoài sân niệm Phật nắng quá trời nắng. Kêu ông thầy ra hỏi, quý vị niệm Phật thì đi vô trong chánh điện niệm chi chứ đi ngoài sân nắng quá. Họ nói đâu phải đi niệm Phật đâu mà tôi đi tìm xe. Trời ơi, thấy khổ ghê chứ quý vị thấy không. Nên mình là người sáng mắt thì dẫn người không sáng mắt, chứ bây giờ người không sáng mắt mà dẫn người không sáng mắt nữa, nên đi xuống hầm chủm chủm.
Rồi đi mày sang đi vòng vòng hoài, cái sang chùa nó lớn quá. Rồi đi cái theo cái dòng chữ O á mày. Cứ đi quay đi quay vậy đó. Trời ơi, mình thấy đúng là tội nghiệp thiệt quý vị. Nó nên những đức nói với ban tổ chức trong chùa, những đức nói á, thí dụ như người ta đi đến đây người ta uống một chai nước, lỡ người ta không biết chỗ nào người ta bỏ, người ta để thí đại vậy đó, thì ban tổ chức nên đi vòng vòng, đi lụm chai nước, đi lụm cái bọc, rồi ví dụ như vỏ chuối người ta ăn, người ta liện thì lụm bỏ vô bao, đừng có buồn, đừng có giận người ta, tại vì mình còn cặp mắt, còn người ta không thấy đường, mình phải thông cảm chứ, nghĩa là mình phải đem cái tình thương như vậy đó mình đến với người ta, thì tức khắc con người mình có phước lớn dữ lắm quý vị, phước rất là lớn. Nó nghĩa là bộ ban tổ chức trong chùa những đứa là chỉ kỹ dữ lắm á, nó rồi nắm tay dẫn người ta đi á. Thí dụ như bây giờ cái đoàn này đi đi, mình nắm tay mình dẫn người ta đi, mình đi kiếm xe, mình hỏi cái người mà khiếm thị đó, mình hỏi cái ông tài xế xe tên gì, biển số xe là ở đâu, thí dụ như 67 là An Giang hay gì đó, 66 là Đồng Tháp gì đó, 51 là thành phố gì đó, mình nói ví dụ đi, thì mình hỏi biển số là quê ở đâu, ông tài xế xe tên gì, thì mình dẫn đi, mình đi đến xe mình hỏi ông phải tên đó không, mình nhìn thấy bản số xe mình sáng mắt mình dẫn đi á. Trời ơi, kiểu mà nắm tay mà dẫn đi đại, người ta ở An Giang mà dẫn người ta đi lên đoàn xe Tây Ninh tiêu luôn nghe. Trời ơi, dẫn cái kiểu mà kiếm thị thì đâu có thấy đường đâu, cái dẫn người ta đẩy người ta lên xe đại, rồi lên xe đó ngồi, cuối cùng không chở về An Giang mà nó chở về Tây Ninh. Nó thả xuống dưới Tây Ninh là chết luôn á. Giống đợt quê hổm tổ chức chương trình kiếm thị á, có cái ông này á, ông bị kiếm thị, ổng ở dưới Vũng Tàu mà ổng lên xe thành phố, cuối cùng chở lên tới thành phố nó thả xuống ổng đi vậy mà nó lạc thành phố đó quý vị. Trời ơi, người ta đi đến đây người ta hỏi, đi đến đây dự chương trình khiếm thị mà mất hết người rồi, bây giờ sao đi, đi tìm đâu đây, vậy mà gọi cho tất cả những vị trưởng đoàn, tất cả những số điện thoại trưởng đoàn, hỏi quá trời hỏi, cuối cùng thì mới hỏi ra là có một ông lạc ở Vũng Tàu mà thả xuống thành phố á. Nó khổ vậy đó, nó nghĩa là bao xe mà đi lên chảnh mà tìm đó quý vị, tìm mà gọi là tìm mà quá trời tìm luôn, tìm ổng mà quá trời luôn, cuối cùng ổng đi ra ngay chăn chủ chợ, chợ Hậu Giang đó quý vị, đường Hậu Giang á, ổng đi ra chợ ngoài đó, ngồi ngoài đó ngoài á. Trời ơi, bố trí mà đi tìm ổng quý vị coi thấy không, nó nên dẫn cái người khiếm thị nghe cẩn thận á, nó dẫn phải hỏi người ta là ở quê hương xứ sở đoàn xe nào tên gì đó chứ, mà dẫn người ta mà đẩy đại nè lên xe đi. Trời ơi, cái này là nguy hiểm đó nghe. Đó nên tất cả những người sáng mắt, những đức nhắc nhở quý vị, thương thì thương cho chót nghe không, chứ đừng có thương mà thương lừng sừng kiểu đó là chết đó nghe quý vị. Cứ nắm tay dẫn mà kéo, rồi thêm cái nữa, mình nắm tay mình dẫn người khiếm thị á, mình phải biết rằng nè, mình sáng mắt thì mình đi nó nhanh được rồi. Trời ơi, những đức thấy có những chú những cô mà nắm tay dẫn người khiếm thị đi, quý vị sao dẫn đi gì mà vô tình quá. Trời ơi, người ta không thấy đường, mà có nhiều bà già đi phía sau á, vậy mà người sáng mắt mà nắm tay dẫn người khiếm thị mà đi gì bay 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 vậy đó, ỷ mình sáng mắt á, người ta đâu có thấy đường đâu. Trời ơi, cái bà sáng mắt này bà đi bà đi quá trời nhanh luôn, mấy cái bà mà khiếm thị phía sau cái chân kéo cái tay này vịn vào cái mông ông kia, rồi cuối cùng á là nó gịch nó kéo, rồi nó kéo mấy bà già phía sau. Quý vị nghĩ đi, giờ kiếm thị cái tâm trạng nghe, buông tay ra cái sợ lạc, nên nó gị, nó bị gị á, dịn nó gị vậy đó. Còn cái bà phía trước nó đi nó bước, trời ơi, đó là nó chưa hiểu biết nghe không. Mình sáng mắt mình dẫn người mù thì mình phải dẫn đi từ từ, từng bước thầm, từng bước thầm cho người ta đi được chứ. Trời ơi, gì đâu mà dẫn người kiếm thị mà đi quá trời đi nhanh, không có được nghe, đi từ từ thôi. Đó, nên đây là tất cả những chương trình mà những đức nhắc nhở để quý vị thương người kiếm thị, hay tất cả các cháu hay quý Phật tử dẫn người kiếm thị mình đi từ từ thôi. Mình đi nó phải có cái tình cảm con người, chứ không phải đi mà dẫn cho xong nghe không. Nó nên nó có nhiều bà già rồi này, như ngồi phía trên này nè, 60 người nè, nó nhìn thấy vừa kiếm thị mà kiếm tặc nữa đó. Có những người mà những đức thấy gì đâu mà cái lỗ mũi với cái miệng nó dính lại,
Nó có những người mà con mắt với cái lỗ mũi nó dính lại. Rồi đúng là cái cuộc đời này còn rất là nhiều người khổ lắm quý vị ơi. Khổ đau cực kỳ luôn á. Nó nhìn thấy mấy ông kiếm thị mà có những ông mà tóc tai không hớt mà bèo nhèo bùm sùm. Nên á ha, 1 tháng rưỡi 2 tháng trời đến dự chương trình kiếm thị ở chùa Hộ Pháp á. Kệ canh canh á, gần tới chương trình kiếm thị trước tuần người ta báo á. Cố gắng đi hớt mấy tóc nó cho nó nhon chút. Thấy không? Hoặc là hớt cái đầu chọc vô chùa cho nó cho bảnh chai đồ với cạo râu ria đồ, thấy không? Tại vì bữa nay đi đến đây được quay phim đồ cho nó ngon lành, cho nó tóc tai bùm sùm như trái chôm chôm. Thấy cũng tội nghiệp, thấy không? Nên nhắc từng chút luôn đó quý vị. Rồi thêm cái là lần nào những đứa cũng nhắc nhở cái vụ nghe mấy ông mà lên trên xe mà mấy ông kiếm thị mà chọc ghẹo mấy cái bà giá trên xe là kẹt lắm á nghe. Ồ mấy ông kiếm thị mà cũng chọc ghẹo ghê lắm á. Nó có một lần mà như đứa kể thấy không, lên trên xe mà hỏi à, em nhà đâu vậy em? Trời ơi mấy ông này cũng ghê lắm á nghe. Nên nó từ nơi đó đi chùa nghe không. Nên cái ông nào mà đến chọc á, mấy bà trả lời vậy nè, đi chùa đó anh ơi. Nay đi chùa đó kia. Nên á, từ nơi đó mà mấy ông này mà không có được vậy với thêm cái nè, mình hút thuốc mình phải suy nghĩ nha. Mình lên trên xe người ta đông người, mình hút thuốc mình đừng có làm phiền người khác. Tại vì khói thuốc mình khòa ra người ta xe người ta hít vô. Ví dụ như mình hút quen thì mình hút được rồi, nhưng mà mình lên xe mình đừng có hút thuốc, tại vì nó đóng cửa lại, nó ngợp đông người, hiểu không? Nghĩa là cái việc của mình vui chơi mà mình đừng có để làm phiền người khác, vậy thì mình không có tội. Thí dụ như bây giờ á, xe chưa đi, mình ngồi mình hút ở ngoài nửa điếu, một điếu gì đi. Khi lên xe, thí dụ như điếu thuốc nó chưa có hết thì mình dụi điếu thuốc. Nhớ dụi xuống đất chứ đừng có dụi vô bắp đùi nghe. Kiểu ngồi gần gần á, hút thuốc ngồi gần 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 với nhau, cứ cùng dụi cái thuốc mà không dụi, dụi vô góc đùi ông kia. Ông kia nói trời trời mày dụi cái gì mà nóng dữ như vậy. Nó nên á, nên đúng là khổ thiệt. Ông cái chương trình kiếm thị này, những đứa nói những đứa gặp nhiều cái việc nó vui lạ thường lắm quý vị. Vui lạ thường lắm kìa. Rồi thêm một cái nó có một lần đấy quý vị, ngồi á, những đứa nghe hai ông này nói chuyện, hai ông điếm tiền. Trời công nhận mấy ông kiếm thị này hay thiệt chứ. Những đứa kêu bái phục mấy ổng luôn đó. Những đứa coi coi hai ông này điếm tiền, ổng biết tiền ổng điếm không? Ổng cầm lên nghe, ổng nói 5.000, 10.000, 20. Cái ông điếm cuối cùng, cái ông nói nghe ông thầy Đức nói có 100 mà sao không thấy tấm 100. Trong khi cái bữa đó là 2 tấm với 50. Ông nói ông thầy Đức này nói xạo. Không thấy tấm 100 gì hết trơn kìa trời. Mà ra ngoài ổng điếm 4-5 tấm á, 50.000. Mà trong khi mình bữa đó là mình đổi ra 2 tấm 50.000 mà ổng nói mình xạo. Mà Như Đức ngồi kế bên, nó Như Đức hỏi bữa nay được nhiêu. Ổng nói có nhiêu đâu. Nghe tội nghiệp. Quý vị biết không, nhận điếm tiền hay nghe quý vị. Nghĩa là 5.000, 10.000 biết hết trơn chạy. Những đứa nói những đứa chịu thua. Những đứa mà nhắm mắt lại điếm tiền đố mà biết á. Mà mấy ổng điếm được nghe quý vị. Đó rồi ôi, nghĩa là nhiều cái rất là vui. Nó rồi á, bữa đó hai ông đang ngồi, ngồi những đứa đi ngang, những đứa khiều. Khiều một cái, cái ảnh nói thằng nào à. Mới câu đầu khiều cái hỏi thằng nào khiều tao mày. Rồi xong cái những đứa thấy gì đứa khiều thêm cái nữa, ông nói má mày. Thấy thấy không, nó những đứa á, nó đi vòng vòng những đứa tìm hiểu cái vụ này. Những đứa nói nè, ví dụ như ai khiều mình đi, ai khiều mình cái hỏi á, cái gì à,
khiêu thêm cái nữa, nói có chuyện gì không, chứ đừng có nói à má mày nghe. Nói thấy không, đây nè mấy ông nè, tộc nè, thường chữ thầy nè, bởi vì những đứa khiều một cái là má mày liền. Nếu mà khiều thêm một cái nữa dám cầm cái cây gậy quốc chân Đức lắm á. Nó nên á, nên từ nơi đó nghĩa là tất cả chương trình này những đứa đều đi vòng vòng. Khi có khi ngồi kế bên nói chuyện là những đứa á nghe, nói chuyện với vị đó. Có nhiều người lắm những đứa ngồi nói chuyện với người khiếm thị mà họ không biết những đứa á. Tại vì những đứa tìm hiểu cái tư tưởng quý vị á, để lên cái buổi nói chuyện này nè, nói làm sao mà nó có một cái cảm giác gần gũi với quý vị á. Nó nên những người khiếm thị mà nghe những đứa nói chuyện là họ nghe được, tại họ thấy có nhiều cái gần gũi. Nó nên mình là người đi chùa rồi mình tập nè, tại vì mình cũng làm cha làm mẹ rồi nên mình phải tập nè, không có nói chuyện chữ thề nữa, nói chuyện với chữ thề tại vì con mình nó học theo, tại vì cái lời chữ thề nó phản cảm lắm, hiểu không? Rồi mấy cô cũng có con nữa, không có được chữ mà những cái tiếng tục tiểu, tập lại đi. Những đứa ngày xưa chưa đi tu cũng nói chuyện hỗn ẩu lắm, nhưng mà sau này tập lại hết rồi đó. Mình á, thật sự mà nói mình lớn, mình có con cái, mình phải tập mình để dạy con cái mình cho đàng hoàng. Chứ nếu như mà mình chữ thề, con mình nó chữ thề theo đó. Thấy không? Với mình làm chồng mình không có chữ vợ, má mày này kia được. Đã mình lấy người ta làm vợ mà mình còn chửi mẹ người ta nữa chứ. Thấy không? Nên thí dụ bây giờ nhà Đức nói một câu, ví dụ cái câu này là nó phản cảm mà nó hư hỏng lắm nè. Nghe cái câu này là cái câu không nên nói nè. Nhớ cái câu, thí dụ như ông đàn ông mà chửi vợ nghe, đủ má mày. Cái câu này là câu vô cùng phản cảm, nghe không? Đã mình đem người ta về mình sống với người ta mà mình còn muốn làm bà già nữa chứ. Quý vị nghĩ đi, quá tệ quý vị. Nó thấy rõ ràng không? Đã là mình sống với con người ta rồi mà bây giờ mình muốn làm bà già nữa chứ. Cái này đúng là thất đức á. Quý vị công nhận không? Có ông nào ở đây mà chữ thề vậy không? Đưa tay lên coi. Dám đưa tay lên không? Nó. Trời ơi, nếu mà có là sửa nghe. Không có được chữ như danh từ đó. Nó hoặc là mấy bà mà chửi chồng á, chửi cái kiểu mà chửi con mà chửi luôn chồng. Cái mặt mày y gan thằng cha mày à. Nếu mà cái mặt nó mà không giống thằng cha, nó chắc mình bị quýnh te tu quá. Nó biết nói, nó hỏi lại, vậy cái mặt con không giống thằng cha, vậy mẹ muốn cái mặt con giống thằng nào? Hiểu không? Nên từ nơi đó không có được chữ những danh từ kỳ cục vậy, nghe không? Đi đến đây những đức thương yêu, những đức nhắc nhở đó, mong quý vị những cái danh từ không phải, đừng có dùng danh từ đó nữa. Nói rồi nhớ, dù là mình khiếm thị nhưng mà mình phải tập. Đi đâu cũng không có được khạc nhổ đàm nước miếng tầm bậy tầm bạ, nghe chưa? Hồi xưa những đức ở dưới quê miền Tây, những đức ưa tập cái bệnh nhổ nước miếng. Mà dưới quê miền Tây nhà sàn quý vị, mấy ông già già dưới quê ưa có cái chuyện mà ngồi trên uống nước trà. Mà dưới quê miền Tây thì ưa có chuyện mà văng võng ngủ dưới sàn á. Mà có những người văng võng ngủ mà hả miệng á. Hiểu không? Hiểu chưa? Đó đầu cái ông ở trên này, hai ông uống nước trà nói chuyện chút cái khạc đờm khèo, nhổ xuống, nhổ ngay cái miệng của ông dưới hả miệng đang ngủ. Nó có vụ này nữa đó. Nên từ nơi đó không có tập nhổ đàm khạc nước miếng đồ tùy tiện. Cái đó là tập thành quen mà khi bệnh là khó trị lắm đó nghe. Thí dụ như giờ mình đang đi ngoài đường gì đi, mình khạc miếng đàm ngay cái đoạn đường người ta đi qua đi lại, người ta thấy người ta gớm. Mỗi người ta gớm một chút thôi là mình cũng tổn phước mình rồi đó. Thấy không? Nên không có được khạc đàm nhổ nước miếng tầm bậy tầm bạ. Nó mình phải biết rằng á, là bây giờ thí dụ như mình đang khiếm thị đi mà mình muốn nhổ miếng nước miếng đi, mình nói tôi đang nhổ nước miếng đó nghe, có ai đứng gần không? Trời, cái này lịch sự lắm á nghe, chứ không giỡn đâu. Ai đứng gần tránh giùm tôi nhổ nước miếng á nghe. Nó chứ không phải là mình đang đi vậy đó. Có một lần như Đức đi phía sau ông khiếm thị, những đang đi phía sau, ông đi phía trước, những đứa đâu biết đâu. Tự nhiên ông quay qua, ông khạc, ông nhổ vô cái tay những đứa. Nó thấy không? Cái này là những cái mà mình thấy rõ ràng đó. Nên quý vị phải tập lại những cái này. Nó vậy thì chắc chắn rằng là cái phước duyên nó đặc biệt lắm. Nó nên những cái công đoạn này những đứa chia sẻ là nó áp dụng vào cái cuộc sống.
cho quý vị đi đến chùa, quý vị nghe được những cái điều này nè. Có ba câu mà Nhật Đức thấy rất là hay nè quý vị. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Nhớ nghe, tất cả những người khiếm thị và tất cả những người sáng mắt sống đang cái cõi đời này, phá sản lớn nhất của đời người không phải là không có tiền, mà là mình tuyệt vọng. Nhớ nghe không? Không nên tuyệt vọng. Chúng ta sống luôn luôn có hy vọng. Vì sao? Vì mình biết tu, biết niệm Phật là có hy vọng. Người biết niệm Phật, biết tu là hy vọng lớn nhất, còn hơn người giàu sang mà không biết tu nữa. Nhớ nghe, không được tuyệt vọng. Vì chúng ta tuyệt vọng là chúng ta sống những ngày tháng rất khổ đau. Quý vị để ý đi, nếu như bây giờ mình khiếm thị, nhà mình nghèo mà quý vị ngồi bị rên tối ngày á, cứ rên thở lên không rên mà cứ nói là khổ quá hoài, nó không được cái gì, mà cảm thấy cuộc đời mình tuyệt vọng rồi, thì tự nhiên mình khổ đau trong cõi lòng mình lắm, nghe không? Rồi câu thứ hai nè, lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Thấy không? Không buồn giận ai để trong tâm là khoan dung, tha thứ. Đó, nhớ đó. Đây là lễ vật lớn nhất để tặng cho người nè. Nhất là vợ chồng phải có sự khoan dung tha thứ cho nhau. Chứ đừng có nên chấp một lời nói mà nó xảy ra vấn đề đổ vỡ, hiểu không? Nên có cái tâm khoan dung tha thứ cho nhau khi con người đến với con người. Trong một gia đình phải có sự khoan dung tha thứ cho nhau. Và tất cả chúng ta phải có sự khoan dung tha thứ cho nhau. Không có được buồn giận ai để trong tâm, như vậy thì cuộc đời chúng ta sống rất là hạnh phúc. Câu thứ ba này quý vị, an ủi nhất của đời người là bố thí. Đó, từ tiền bạc vật chất, từ Phật pháp, từ tất cả những cái điều tốt đẹp, chúng ta nên có tâm bố thí. Đây là an ủi lớn nhất của đời người. Nếu như một con người keo kiệt, hẹp hòi, ích kỷ, chỉ biết là thu gom lợi ích cho cá nhân mình mà không nghĩ đến ai khổ đau, vậy thì cuộc đời con người này sống vô nghĩa lắm quý vị, rất là vô nghĩa. Chúng ta sống ngoài đời, chúng ta biết có những người giàu sang vô cùng, nhà cửa rộng lớn, nhiều căn nhà, nhưng mà họ không biết bố thí thì cuộc đời họ vô nghĩa lắm. Có khi bữa nay chúng ta thấy họ đi sôi sỏi khỏe vậy đó, nhưng ngày mai mình nghe tin là cái ông đó ông chết rồi. Hoặc là bữa nay mình thấy họ khỏe vậy mà ngày mai mình nghe tin cái ông đó bị tai biến, bây giờ nằm bất động không còn nhúc nhích được rồi. Có mà, có những người giàu vô cùng mà tự nhiên nghe tin đồn là nhà người này sạt nghiệp rồi, người này vô tù ngồi rồi, hoặc là người này chết bất đắc kỳ tử rồi, thì thấy không? Nên cái câu này nói rất là hay nè, an ủi nhất của đời người là bố thí. Thấy chưa? Từ tài thí, pháp thí, vô ý thí. Khi ai lo âu gì, mình bố thí một hai lời nói của mình để cho người ta an tâm. Người ta khổ đau, mình bố thí cho người ta một cuộc sống, một phần nào cho người ta. Người ta không biết một con đường đi tốt đẹp, mình chỉ dạy người ta một con đường tốt đẹp là pháp thí. Đây là sự an ủi lớn nhất của đời người này quý vị. Nên mong quý vị dự chương trình này vừa nghe được nhân quả mà vừa nghe được Phật pháp. Và cuối lời, Nhật Đức xin phiên tất cả những người khiếm thị và tất cả những người sáng mắt được dự chương trình này, dù khắp nơi nơi hay ở nước ngoài, và tất cả những người khiếm thị được nghe chương trình này, Nhật Đức xin phiên quý vị một lời rất chân thật. Nhật Đức hơn 11 năm nay, Nhật Đức rất may mắn là gặp được Phật pháp. Nhật Đức cũng quê miền Tây, còn nhỏ 6 tuổi mất mẹ, cuộc đời gia đình rất là nghèo nàn, rất là khổ. Tết nhất mà đi mượn tiền mấy trăm ngàn ăn Tết mà không có tiền, nhà rất là nghèo khổ. Lên thành phố làm mười mấy năm chờ mà không dư giả gì, không được một cái sự nghiệp gì hết. Đến 29 tuổi Nhật Đức gặp được Phật pháp, và Nhật Đức phát tâm đi tu. Và Nhật Đức từ 29 tuổi Nhật Đức gặp pháp môn Tịnh Độ niệm Phật, và tu tới ngày hôm nay là Nhật Đức năm nay là 40 tuổi. Mười mấy năm Nhật Đức niệm Phật. Hiện tại Nhật Đức đang lo cho được hơn 600 người già ở trong chùa. Nhật Đức từng nói một câu rằng, nếu như Nhật Đức không gặp được Phật pháp thì dù là một người vợ, một đứa con, Nhật Đức cũng vất vả vô cùng để lo cho một gia đình nhỏ. Nhưng may mắn thay, Nhật Đức gặp được Phật pháp là mỗi ngày Nhật Đức niệm Phật, phiên người niệm Phật.
mà ngày nào những đức cũng tươi vui và ngày nào những đức cũng có nụ cười. Những đức nguyện đem cái Phật pháp này nè, pháp môn niệm Phật này, những đức xin chia sẻ cho tất cả những người khiếm thị đang ngồi đây và tất cả những người khiếm thị khắp nơi được nghe qua chương trình này và tất cả những người sáng mắt khắp nơi nơi được coi chương trình này. Quý vị nên tập niệm Phật đi. Dù khổ cỡ nào đi chăng nữa, hãy nên chăng thật niệm Phật. Cũng như có một câu chuyện, cái bà già này bà khổ vô cùng. Bà sanh con mà con bà bất hiếu với bà. Bà đến mà gặp một vị thầy, bà nói: "Thầy ơi, cuộc đời của con khổ quá thầy à. Làm sao con hết khổ đây thầy?" Thì ông thầy này ông nói: "Tại sao bà không bán cái khổ này đi mà bà đi ôm ấp cái khổ này hoài làm gì?" Thì bà nói một câu: "Khổ mà làm sao bán được thầy?" Thì ông thầy này ông nói: "Bà là do gì bà nhớ cái khổ, bà nhớ cái bệnh mà bà ôm ấp trong cõi lòng bà, nên bà ăn không ngon, ngủ không yên, nên bà khổ. Nên bây giờ tôi chỉ bà một cách bán khổ, là bà quên khổ." Bà hỏi: "Bằng cách nào con quên khổ thầy?" Thì ông thầy ông nói: "Từ lúc trước tới bây giờ bà cứ nhớ khổ và ôm ấp khổ. Bây giờ tôi chỉ bà nhớ A-di-đà Phật và ôm ấp A-di-đà Phật, thì tức khắc cái sự khổ đau cuộc đời bà tức khắc quên. Quên thì hết khổ." Nhớ thì nhớ nữa nghe. Nên tất cả những người khiếm thị khiếm tật đang ngồi đây, vì còn nghe được nè, quý vị muốn hết khổ thì quý vị nên nhớ A-di-đà Phật. Đi đứng nằm ngồi nên chăng thật niệm A-di-đà Phật. Dù có kiếp nạn, có dịch bệnh gì hay bất cứ một kiếp nạn nào đến với mình, quý vị nhớ lời những đức dặn là quý vị cứ ngồi đâu quý vị cũng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vì chăng thật niệm Phật đi. Hoặc là đi bán giấy số gì đó, khi mời người ta mua giấy số, quý vị niệm một câu A-di-đà Phật cho người ta nghe đó. Hoặc là người nào có cái máy niệm Phật lúc nào cũng cầm theo, bật cái máy niệm Phật lên, đi bán giấy số cứ gieo cho người ta nghe đi. Vì chính những đức chỉ có niệm Phật thôi mà những đức mỗi ngày vui vô cùng và lo cho rất nhiều người và làm được nhiều chương trình. Như những chương trình này là nhờ những đức niệm Phật mà những đức làm được đó. Nên những đức đem cái pháp niệm Phật này để chia sẻ cho quý vị. Quý vị nhớ cái câu á mà người xưa nói á: "Ông bà cha mẹ có đức thì con cái mặc sức mà ăn." Nên những đức thường khuyên quý Phật tử á, bây giờ gia đình của mình khá giả, nhưng mà nếu con cháu của mình nó không có nghe được đạo đức, nó không có biết được định luật nhân quả, dù là tiền của có nhiều thiệt nhiều đi chăng nữa, nhưng mà những đứa con của mình nó không biết thương người thì nó cũng không có tồn tại đó quý vị. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi mình đi dự chương trình này, nào là mình dẫn thân bằng quyến thuộc theo, rồi dẫn con cháu mình theo, để cho con cháu mình thấy rằng có khi mình có đồ ăn thức uống xài tiền đầy đủ, mà có nhiều người hiện tại người ta khổ lắm. Có khi miếng ăn của người ta không đầy đủ, có khi mình có đồ đạc bận dư thừa, còn người ta thì bận một bộ đồ rách rưới, rất là tội nghiệp. Nên mình phải tập cho con cháu mình biết thương con người. Quý vị, quý vị coi nè, bao nhiêu người khiếm thị nó đang ngồi đây nè. Có nghĩa là mình mà một ngày mà cặp mắt của mình bị nhậm thôi, nó đau mắt một ngày thôi là mình thấy khó chịu cỡ nào. Vậy mà họ phải chịu cả cuộc đời của họ là không thấy ánh sáng. Nên chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta rất là thương với một kiếp con người đến với con người. Nên phải có một cái tâm như vậy đó thì nó mới có phước. Những đức tin chắc rằng có những người mà sáng mắt khỏe mạnh, mà người ta gặp những cảnh ngộ gì của cuộc đời, người ta nói một câu rằng: "Cuộc đời của tôi là khổ nhất, tôi là khổ nhất trong cái cuộc đời này. Có khi bị chồng bỏ, có khi bị vợ bỏ." Nhưng khi quý vị dự chương trình này thì quý vị thấy quý vị không phải là người khổ nhất đâu. Tại vì những đức thấy có những người ngồi trong đây, người ta vừa bị khiếm thị mà người ta còn bị cụt tay cụt chân nữa quý vị. Có những người khiếm thị mà người ta còn không có đôi chân, người ta lê lết người ta đi, thấy tội nghiệp quá.
Nên khi những đức dự chương trình này và tổ chức chương trình này, những đức trình lên cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ chùa chúng ta, Ngài hoan hỷ lắm. Có nghĩa là mình không thể nào ngờ được chùa của mình tổ chức chương trình người khiếm thị này đông đến cái mức này quý vị. Những đức tin chắc rằng nhờ cái công đức niệm Phật, họ có một cái cảm giác là họ an lạc làm sao á. Khi đến dự chương trình này và hàng Phật tử của chùa mình á, khi mà nghe những đức giới thiệu chương trình này, họ đến họ dự, họ có một cái cảm giác là họ an lạc và họ thấy những con người khổ đau này, họ mở cái tâm họ thương yêu thì sao á. Nên từ nơi đó mà hàng Phật tử bây giờ nhiều phái đoàn, có khi người ta cũng đâu phải giàu có gì đâu, mà người một chút người ta gom tiền lại. Xong cái chương trình xong rồi, cái một người một đồng một cắt để mà đem cái tình cảm mình gỡ đến những người khiếm thị này. Quý vị phải nhớ là người tặng, nếu quý vị có cảm giác thì cái niềm vui quý vị còn nhiều hơn người được nhận. Quý vị thử mà có một cái tâm thương người và đem những cái mình có được mình chia sẻ bớt cho người đi, thì quý vị sẽ có một cái cảm giác là người tặng mà còn vui hơn người được nhận nữa. Cái cảm giác này quý vị sẽ có cảm giác. Nên tập cho con cháu của mình nó có một cái cảm giác là nó biết thương người quý vị. Phải nhớ nha, cái chỗ này là gầy dựng cái phước đức cho con cháu mình rất là lớn, lớn dữ lắm á. Nên á, những đức bên kia đi qua mà những đức thấy ngồi thôi quá trời đông quý vị, ngồi kín mít luôn á. Nên tất cả những cái ban bệ mà khi mà tặng quà tặng tiền đồ đó phải có một cái sự sắp xếp để cho ai cũng được có. Thí dụ như cái lúc mà vô tặng tiền thì cái phía trước này quá đông, nên những vị mà trưởng đoàn đó, quý vị nên bố trí cho phái đoàn của mình tặng từ bên ngoài tặng vào, còn có những người thì bên trong này tặng ra, còn mình thấy đông quá thì mình từ bên ngoài mình đi tặng vào. Có nghĩa là tất cả các trưởng đoàn nên có một cái tổ chức vậy đó. Chứ nếu ai cũng đều tập trung vào bên trong này để tặng, vậy thì số lượng người quá đông chen chúc với nhau rất là bất tiện, khó sắp xếp đó. Nên tổ chức nên có một cái sự sắp xếp như vậy đó, để cho người ngồi ở trong hay là tất cả những người ngồi ở ngoài, ai người ta cũng có được một chút tình cảm mình gửi đến cho người ta đó. Nên chương trình mình tổ chức những đức cũng sắp xếp kỹ lắm quý vị. Quý vị suy nghĩ rằng với cái số lượng người mà đông như vậy, trước thời gian phải tính toán sắp xếp. Nhưng hồi tối những đức họp quý cô quý chú rồi những đức sắp xếp chương trình, tất cả các ban bệ nào là người coi xe, người sắp xếp xe, rồi khi người khiếm thị bước vào tới cửa chùa cái là người nào phát nước, phát bánh bao, rồi đưa bọc để quý vị bọc dép lại cầm cho nó gọn ghẽ, thấy không? Nghĩa là một tổ chức mà đông gì không đơn giản. Bữa nay là hơn 2.000 người đó quý vị. Tính luôn những người, một số người sáng mắt cùng đi chung, nhưng phần nhiều là chiếm ưu thế 80% là người khiếm thị, khoảng 20% là người sáng mắt. Nên quý vị biết rằng một chương trình này những đức tổ chức mà có những Phật tử gặp những đức, họ nói vậy nè: thầy ơi, sao tổ chức chương trình người khiếm thị mà có khi con tặng quà con thấy có những người sáng mắt nữa thầy? Những đức nói rằng: quý vị đừng có suy nghĩ cái này. Có nghĩa là chúng ta làm sao mà chương trình này chúng ta tổ chức đều rất là hoan hỷ, rất là vui, dù người khiếm thị hay người sáng mắt, tại vì người ta cũng khổ cái hoàn cảnh gì đó, nên người ta cũng đến dự chương trình này được nghe pháp, dù người ta được một chút tình cảm gì nó cũng cảm thấy là vui. Thí dụ như mình đi ngang người ta, mình thấy người khiếm thị mình tặng quà, mà mình thấy người sáng mắt người ta đưa tay mà mình không tặng, thì cái điều này cái lương tâm mình nó, khi mình đi ngang cái lương tâm mình nó sẽ nặng nề lắm. Nên những đứa không có muốn cái chương trình này mình tổ chức mà những cái người
mà nhà nước sắp xếp cho họ được ở trong tổ chức này mà họ bị nặng nề cái tâm họ. Nên tất cả những người được ngồi ở đây là những người được nhận quà, từ khi người nào không nhận quà thôi. Nhớ. Nên cái tổ chức như vậy thì mới nói là tình thương mến thương. Tại vì người khiếm thị cũng khổ, mà có những người sáng mắt, có những người người ta cũng rất là khổ chứ không đơn giản đâu. Hoặc là tuy người ta sáng mắt nhưng người ta cũng có cái tật gì của người ta, hiểu không? Nên từ nơi đó mình đi đến mình dự chương trình này thì tất cả những người trong phái đoàn không cần suy nghĩ cái này. Thì phải nhớ, chúng ta cảm ơn lớn nhất là khi chúng ta tặng quà mà có người nhận. Tại vì cuộc đời con người, Phật nói sanh không mang đến, chết không mang đi. Nếu như chúng ta không có cơ hội được bố thí cúng dường thì cuộc đời con người mình đến khi mà mình chết mình cũng không mang theo được gì. Từ nơi đó mà mình rất là mừng khi mình được dự chương trình này và mình có cơ hội để mình tạo phước tạo duyên và dẫn dắt con cháu người thân của mình có được cái cơ hội tạo phước tạo duyên. Nên những đức từng nói cái câu á, mỗi một người chúng ta có khi tạo cái mà cầm không được theo thì cả đời có nhiều người cố công mà tạo, còn cái mà cầm theo được thì có những người chúng ta lại không bao giờ làm đâu. Thí dụ như tiền bạc, vật chất, danh tiếng, nhà cửa, vợ đẹp con xinh, hoặc là chồng đẹp trai, khi chúng ta thọ mạng đến rồi, tất cả những thứ này chúng ta đều để lại hết hoàn toàn cho người kế tiếp mà sử dụng. Chúng ta chỉ có cầm theo cái tội và cái nghiệp của cuộc đời mình. Nếu như mình tạo phước thì mình mang cái phước theo, còn nếu như mình tạo nghiệp thì mình phải mang cái nghiệp theo. Nên từ nơi đó, quý vị bây giờ suy nghĩ mình nên cầm cái gì theo. Nếu như chúng ta muốn cầm phước theo thì chúng ta phải tạo phước, còn nếu như chúng ta muốn cầm tội theo thì chúng ta tạo tội. Nên tất cả hàng Phật tử và tất cả những người dự chương trình này, quý vị phải nhớ, cuộc đời con người sống chỉ có mấy chục năm, nó rất là ngắn ngủi. Nhưng nếu mà chúng ta khi thọ mạng đến một hơi thở thở ra mà không hít vào mà chúng ta ra đi toàn là cầm tội theo để gặp vua Diêm Vương á, thì lúc đó thì chúng ta thấy nó thảm thương quá quý vị. Nên mình biết Phật Pháp rồi nên tạo cái mà mình cầm theo được. Cái cầm theo được là cái gì? Những đức thấy đặc biệt nhất để chúng ta gây dựng cái cuộc đời thứ hai của mình được tốt đẹp, một là chúng ta đời thứ hai phải đi đến cảnh thiện, còn hai là người tín nguyện niệm Phật thì chúng ta về thế giới cực lạc. Hai chỗ này sẽ đi theo chúng ta, đặc biệt nhất là hai điểm phải đi đến thiện và đi đến chỗ giải thoát. Đừng nên chúng ta đi đến chỗ khổ đau trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu chúng ta tạo ác cả đời thì nhất định cái việc ra đi của chúng ta là đi vào ba đường ác là chắc chắn. Nhớ. Nên cái chương trình này rất là nhiều người coi trên mạng, khi người ta coi chương trình này người ta xúc động lắm. Khi những chiếc máy quay phim bị đang ngồi là quay đều lại hết, khi người ta coi qua người ta thấy xúc động. Mà những đứa cũng không ngờ rằng là mình tập trung cái số lượng con người khiếm thị đến cái mức này quý vị, quá đông. Có nghĩa là chắc những đức tin chắc rằng là không có một ngôi chùa nào hay một chương trình nào người khiếm thị mà đông như vậy đâu quý vị. Với số lượng mà 2.000 người đang ngồi ở đây nó không đơn giản chút nào. Tại vì nhiều người khiếm thị không thấy quý vị, nhìn thấy thôi tràn lan đại hải. Giờ này mà những đức thấy nói là quý vị mà đứng lên quý vị đi không biết đi đường nào luôn đó. Đi coi chừng đá người ta hứ hứ luôn á. Thôi gì đâu mà. Quá đông mà. Ngồi sát sát mà kín hết. Nên có những vị mà cầm cây gậy á, khi dở cây gậy lên mà để xuống cẩn thận coi chừng, đưa cây gậy mà để xuống coi chừng để ngay cái mỏ ác nữa. Nó quá đông mà nó ngồi gì đâu mà phía trước sau lưng gì. Hoặc là những người khiếm thị mà muốn thẳng chân thì thẳng chân từ từ, chứ đừng mà ngay ra bất tử nghe chưa. Ngay qua bất tử người ta ngồi phía trước ngay vô xương sống người ta đó. Tại vì nó quá đông người mà, không có chỗ nào mà không có người ta ngồi hết chứ, kín hết luôn á. Nó khi mà một chút mà xong chương trình mà đi ra đó phải đi từ từ,
Chứ nếu không mà nó mà té một người phía trước một cái là phía sau nó dẫm một cái là rồi là dẹp lép luôn á, không dẫn đâu về đâu mà quá đông. Coi đó. Nên mình thấy mình vui nghe quý vị, tại vì những người khiếm thị họ đến, họ dự chương trình nơi của mình mà mình thấy người nào cũng gương mặt tươi rói đặc biệt ghê, mà viết rồi họ cũng biết được cái tiếng Nhận Đức nghe. Khi Nhận Đức niệm tới câu Phật hiệu cuối cùng mà bước vô á, tự nhiên vỗ tay sùm hết chứ, nghĩa là rõ ràng quý vị, gieo cái nhân gặt cái quả, mình thương người ta thương mình, thấy chưa? Cái này là rõ ràng. Từ khi dự chương trình này tới bây giờ là hơn 2 năm chờ chúng ta tổ chức, thì mình thật sự là mình có tâm thương. Như trước Tết Nhận Đức nói rằng là đúng ra 2 tháng thì nó qua tháng Giêng nè, nhưng Nhận Đức sẽ tổ chức cái chương trình này trong tháng Giêng. Nhưng mà quý vị thấy với hổm á, là dịch bệnh đồ nó đang tùm lum hết chứ. Nhận Đức muốn tổ chức mà trong lòng nó cứ nao nao, nó muốn tổ chức mà mình thấy cái lúc này mà tổ chức lôi ra đây sợ nhiều người đi không được. Nên Nhận Đức hứa là trong tháng Giêng này. Vậy mà nó kéo dài, bữa nay là ngày 29 tháng Giêng rồi đó, ngày mai là 30, mà Nhận Đức lấy ngày 29 luôn, là tại vì hứa với quý vị á, là trong tháng Giêng. Thì Nhận Đức bữa nay là tổ chức ngày 29 tháng Giêng, vậy là đúng là hứa ha, trong tháng Giêng rõ ràng ha. Đó. Nó nên á, mà mỗi lần mà tổ chức chương trình thì quý vị thật sự mà nói trong lòng Nhận Đức rất là vui nghe. Vui nhất á, là khi xong chương trình ai cũng hoan hỷ, hàng Phật tử khắp nơi nơi á, hưởng ứng á, chương trình này rồi tặng cho quý vị quà đồ này kia, Nhận Đức cũng vui với quý vị lắm á, thật sự luôn á. Nó tại vì á, thấy đông người mà ai cũng có được á, ai cũng có chút ai cũng có chứ quý vị. Nó tuy là nguyên một cái dịp Tết này á, chùa mình á, cũng chịu cái việc mà dịch bệnh khắp nơi nơi, hàng Phật tử người ta đi đến đây nó cũng giới hạn bớt quý vị. Nhưng mà từ Tết tới giờ nhờ cái phước niệm Phật của chùa mà Nhận Đức cũng dư được vài trăm triệu. Từ nơi đó mà bữa nay tổ chức chương trình này là đúng là mình cũng có tiền để tổ chức chương trình này, bao xe cho quý vị đi đến đây nha. Thật sự á, nên á, chùa mình á, còn rất là đông. Mỗi ngày hai bên chùa chúng ta là hơn 600 người mỗi ngày sống. Vậy mà tuy trong dịp này dịch bệnh mà Nhận Đức nói để dành tiền để tổ chức chương trình người khiếm thị, vậy mà cũng có tiền á nghe. Nó có nghĩa là cũng bỏ bao thư cho quý vị, mỗi cái bao thư cũng được 100 ngàn. Hàng Phật tử là người ta ghiêng, người ta nhiều đòn lắm, ghiêng Nhận Đức. Rồi có cái cô kia cổ nói hai vợ chồng con lúc này cũng làm ăn không có nhiều tiền, thôi chung tay với thầy 40 triệu. Hai vợ chồng con người bỏ thêm 20 ngàn. Nhận Đức nói được. Vậy thì mấy cô cái phần bao thư của mình là một người được 120, Nhận Đức 100, mà cái cô kia thêm 20 nữa là người 120. Còn hàng Phật tử khắp nơi nơi thì người ta tự mỗi phái đoàn tự người ta gỡ cho quý vị. Chứ Nhận Đức không có kiểu mà tổ chức chương trình mà quy về là tất cả Phật tử đưa tiền Nhận Đức, là Nhận Đức chi cho quý vị, không có. Mà Nhận Đức ở đây có bao nhiêu Nhận Đức làm nhiều. Còn hàng Phật tử Nhận Đức rất là mong chính đôi tay của họ đó, họ tặng tiền cho quý vị, tặng quà cho quý vị. Tại vì sao? Vì cái cảm giác mà tặng cho người khác nó vui lắm. Nên mình cũng rất là mong muốn là hàng Phật tử, gia đình của quý vị, dòng họ quý vị được dự chương trình này và được tặng tiền cho những người khiếm thị. Để làm chi? Để chúng ta thấy cái niềm vui khi tặng của cho người khác, để mà mình phát cái tâm thiện từ cái chỗ này nè. Cái phước duyên của gia đạo của mình nó đặc biệt lắm quý vị. Nó nên Nhận Đức mới lấy cái tựa đề của chương trình hôm nay là tình thương mến thương. Một miếng khi đói bằng một gói khi no quý vị. Nó nên chúng ta là con người thương con người, nên chia sẻ cho nhau những cái tình cảm, tình thương dành cho nhau và một miếng vật chất để mà chia sẻ cho nhau. Đó. Nên tất cả những vị mà dự chương trình này á, những người khiếm thị nè, những lần sau mà mình dự chương trình này buổi sáng á, nhớ là đi đến đây rồi đi vệ sinh đồ này kia xong uống nước, uống ít thôi. Mai mốt cho Nhận Đức không có đưa quý vị chai nước mà cái buổi sáng này đâu. Để mấy cái thùng nước ở ngoài kia uống miếng nước ít thôi nghe. Có nghĩa là nếu đi vô đây ngồi mà mình uống nước nhiều quá đó,
chút cái tự nhiên thấy ngồi chút cái tự nhiên Đức thấy đưa cái tay lên, đưa tay ngoắc 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 ngoắc, hỏi làm gì ạ? À? Đi tiểu, dẫn đi tiểu coi. Nó nên kinh nghiệm mình uống nước ít thôi. Cũng như mỗi lần mà những Đức lại năm trong danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, những Đức đâu có dám uống nước đâu. Từ nơi đó những Đức lên, những Đức dự chương trình 5 tiếng đồng hồ, những Đức đâu có đi ra ngoài. Có nghĩa là phải làm sao luyện mình với cái số lượng đông người này, mỗi lần đi ra khó lắm. Nên hồi nãy bên kia là 8 giờ là những Đức nói với mấy chú á, là thông báo cho quý vị khiếm thị này đi ra ngoài đi vệ sinh đi, để vô chương trình này trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ là ngồi luôn chứ không được đi ra ngoài. Còn ai mà mắc tè là tè tại chỗ luôn á nghe, không cho đi ra ngoài đâu. Đó. Nó phải như vậy đó. Thì cái chương trình mình nó trang nghiêm, tại máy quay phim 4-5 chiếc máy quay phim nó quay tùm lum tùm la quý vị đó. Nó nên ngồi, phải ngồi cho nghiêm túc, chứ ngồi ngủ gục là nó quay phim lên là thấy ngủ gà ngủ gật kỳ lắm á nghe. Nó nên nó rất là đặc biệt quý vị. Những Đức nói bảo đảm tất cả những người đi đến đây dự chương trình này, quý vị chỉ cần nhìn tất cả những người khiếm thị này luôn, dù quý vị có hung dữ cỡ nào ngoài đời nha, nhưng mà vô chương trình này, dự chương trình này cái là thấy con người mà nó dịu xuống liền. Tại vì sao? Tội vì nhiều người cũng là con người như mình, mà nhiều người mình thấy nó tật nguyền tội nghiệp quá quý vị ơi. Thật sự mà nói, đặt mình vào người ta thì mình thấy mình sẽ khổ như thế nào. Con người phải có một cái tâm như vậy đó thì mình có phước lắm. Đó. Mà những Đức thấy có những người ta khiếm thị cụt tay, như anh Tường Văn này mà lần nào chương trình khiếm thị, ảnh cũng hát, ảnh tặng cho đại chúng. Hồi nãy những Đức coi cái anh này tên là Xuân Hòa, bị khiếm thị, công nhận cái anh này anh ca hay thiệt quý vị. Mà từ là hát dạo nha, mà bây giờ từ từ chắc sắp sửa làm ca sĩ luôn rồi đó. Xuân Hòa hát rất là hay. Có nghĩa là chương trình mình mà rủ được cái anh Xuân Hòa này đến dự cái chương trình khiếm thị này, anh hát cho quý vị nghe. Hát công nhận là hay thiệt. Khiếm thị nhưng mà đúng là có tài. Nhưng mà quý vị nhớ là tất cả cái tài năng gì ở cái cuộc đời này nó vẫn không bằng là chúng ta nghe được Phật Pháp nha quý vị. Tại vì sao? Khi chúng ta nghe được Phật Pháp thì chúng ta mới giải tỏa được cái tâm tư khổ đau trong cõi lòng mình. Nhớ nghe, dù là người ta cho mình nhiều tiền nhưng mà mình không có giải tỏa được cái tâm tư khổ đau đâu, nó chỉ vui nhất thời một lúc nào ngắn ngủi thôi. Nhưng mà cái giải tỏa tâm tư khổ đau trong cõi lòng mình chỉ đúng nghe Phật Pháp. Chỉ đúng nghe Phật Pháp. Và mình nghe định luật nhân quả, mình hiểu được mình gieo nhân mình gặt quả, thì chúng ta mới có thể giải tỏa được cái khổ đau trong cõi lòng mình. Thí dụ như bây giờ mình mỗi lần mà mình tắm hay gì mình đi khó khăn đi, thí dụ trong lòng mình tức tối, mình bực bội, mình nói ông chờ không công bằng, tôi tạo tội tạo nghiệp gì mà tôi sanh ra đời tôi phải bị mù gì, tôi bị què gì, tôi không có tay gì, thì sao ông công bằng gì hết gì? Tôi thấy có những người tôi đi bán vé số mà họ không mua mà họ chửi tôi, tại sao họ giàu, ông bộ ông chờ không có mắt không chờ? Không phải đâu quý vị. Nếu như chúng ta trong cái lòng mình, trong tâm mình mà mình than thân trách phận, mình không chấp nhận cái quả báo mà mình đã từng gieo cái nhân, bây giờ mình gặp cái quả này, thì tức khắc chúng ta mỗi ngày mang cái tâm giận hờn, đó là mang cái tâm khổ đau. Nên những Đức thường nói cái câu á, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Thí dụ như có những người á, người ta có chồng được chồng thương yêu, năng niu chiều chuộng, nhưng mà có những người có chồng thì bị chồng đánh te tua. Thì cái bà bị đánh te tua này, bà than thân trách phận đó, trời ơi cái số mình đúng là cái số khổ, lấy nhầm cái thằng chồng mà nó ăn nhậu xỉn sai, nó đánh đập mình, mình thương yêu hết lòng mà đánh đập mình, mình than thân trách phận, thì quý vị khổ rồi mà quý vị còn than thêm thì nó càng khổ. Giống như kẻ vác nặng mà còn vác thêm đồ thì làm sao mà khỏe được hả quý vị. Nên trong Phật Pháp á, là giúp cho chúng ta nó giải tỏa cái tâm. Hiểu không? Nó giải tỏa cái tâm là ngay cái chỗ mình hiểu được định luật nhân quả. Mình đã từng gieo cái nhân không phải, nên bây giờ mình gặp cái quả báo không phải. Vậy thì mình muốn đời sau của mình là được tốt đẹp, thì đời này bây giờ mình nghe được Phật Pháp, mình phải gieo cái nhân tốt đẹp lại, thì mình có được cái quả tốt đẹp. Có nghĩa là chỉ có Phật Pháp
mới giúp cho chúng ta bây giờ mình gieo cái nhân mới mẻ lại. Chứ không nên mà chấp mê bất ngộ mình tiếp tục gieo cái nhân ác. Giống như có một câu chuyện này như Đức kể cho quý vị nghe nè. Có cái ông này á, ông có một con ngựa. Mà con ngựa này một ngày á, nó đi khoảng 300 dặm đường. Ngựa này là ngựa đi giỏi lắm á, khỏe lắm á. Nhưng mà riêng con ngựa này nó chỉ là cỡ chủ của nó là 3 thành viên trong gia đình thôi. Tất cả những người nào mượn con ngựa này thì không bao giờ con ngựa này mà nó cỡ người nào hết. Ai leo lên người nó là nó hắt người ta té xuống liền. Bữa kia có một cái ông kia, ổng đến ổng mượn con ngựa. Thì cái ông chủ nhà này ổng nói một câu gì nè: tôi thì tôi không có tiếc của, tôi cho mượn. Nhưng mà con ngựa này nó ngộ lắm, không bao giờ nó chịu cỡ ai. Nó chỉ là cỡ 3 cha con tôi trong nhà này thôi. Còn bất cứ một người nào leo lên là nó hắt té xuống rồi. Nếu như mà ông leo lên mà nó chịu cỡ chở ông đi á thì tôi cho mượn. Nhưng mà khi cái ông này đến mượn đó quý vị, thì ông mượn được rồi, ông leo lên thì lạ thay là bữa nay con ngựa này nó lại chịu cỡ ông này đi. Thì nó chở ông này đi một ngày đó là 200 dặm đường. Xong tối đêm đó cái ông đó nằm ngủ thì ông thấy có một người bóng đen đứng trước mặt ông, nói một câu gì nè: đời trước á, tôi thiếu ông á 300 quan tiền, nên đời này á tôi sanh vào loài súc sanh. Hôm nay gặp lại ông, ngày hôm nay tôi đã chở ông 200 dặm đường rồi, nhưng tôi còn thiếu ông 100 dặm đường. Ngày mai ông đến, ông có thể mượn và cho tôi chở ông thêm 100 dặm đường nữa để tôi trả cho xong cái món nợ mà tôi đã thiếu ông 300 quan tiền. Thì cái ông này khi ông trong giấc mơ ông nghe như vậy, ông vừa tin vừa ngờ, không biết phải hay không. Thì quý vị biết rằng là bữa sau ông đến ông mượn nữa, thì đúng rõ ràng con ngựa nó chở ông đi thêm 100 dặm đường nữa. Và nó còn một khoảng đường nữa nó mới về tới nhà. Thì bắt đầu là nó đứng lại, nó không chở ông nữa. Thì ông nói: tại sao mi mà không chở ta? Không lẽ mi chở đúng 100 dặm đường, bây giờ mi không chở ta nữa? Thôi bây giờ ta bàn với mi gì nè, bây giờ đã trả nợ ta xong rồi, nhưng mà bây giờ còn một đoạn đường nữa mới về tới nhà ta. Thôi bây giờ mi chở ta về tới nhà đi, rồi về tới nhà ta mua cỏ cho mi ăn, ta múc nước cho mi uống để trả ơn cho mi. Giữa ta với mi nó không còn nợ nần gì nữa cả. Thì bắt đầu ông leo lên con ngựa, tiếp tục ngựa nó chở ông đi. Về tới nhà cái ông mua cỏ, múc nước đồ cho nó uống để trả ơn cho nó. Khi quý vị nghe đến công đoạn này, quý vị thấy không? Nên Phật có nói là gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Thiếu tiền thì trả tiền, thiếu tình thì trả tình, thiếu nợ gì thì trả nợ nấy. Nhớ nghe. Thiếu nợ gì thì trả nợ nấy. Nhớ. Những cái gì người ta tặng cho mình thì mình được quyền nhận. Những cái gì người ta không tặng cho mình mà mình có thủ đoạn thì thiếu cái gì thì mình trả cái nấy. Gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Nhớ. Nên quý vị biết à, chương trình chúng ta rất đông người, nhưng những đức cũng nói rất rõ ràng, những đức không có lỗi gì hết. Vì sao? Vì những đức nói rất rõ ràng. Quý vị coi á, như chùa mình tổ chức chương trình này nghe, những đức bố trí cho mấy cô đứng phía trước á, từng đoàn xe đến là hỏi chuyến xe này đi bao nhiêu người, bao nhiêu tiền, là bắt đầu lấy tiền ra là đưa cho tài xế xe trả, không nói gì. Nên những đức muốn quý vị phải hỗ trợ những đức cái chương trình này bằng cách nào? Là mình trung thật đàng hoàng. Mình tất cả những người trưởng đoàn phải nói chuyện với người chủ xe: xe này tôi đi nhà chùa trả tiền, nên ông chở thì cũng lấy tiền, nhưng ông phải lấy cho nó đúng đắn đàng hoàng. Vì tiền này là trong ngôi Tam Bảo, cũng là của bá gia bá tánh người ta cúng, mà thầy lại mở cái tâm ra tổ chức chương trình này mà tiền xe dù là ở miền Tây, ở Sóc Trăng, Cà Mau đến đây thầy cũng trả tiền hết trơn. Mỗi một chuyến xe có khi có những chuyến xe ở xa
trả một lần mười mấy triệu, bảy tám triệu đều là trả hết. Thì quý vị biết rằng là nhận đức thì tổ chức rồi, nhưng mà quý vị hỗ trợ nhận đức một cái lời nói đối với chủ xe là phải nói rõ cho người ta nghe, đây là ngôi Tam Bảo trả tiền. Dù là một câu nói của mình nói không tốn tiền, nhưng mình có phước rồi đó. Mình không tốn tiền cách nào nhưng mình có phước. Tại vì ông thầy ông đến với mình nó quá nhiệt tình, vừa trả tiền xe mà vừa bỏ bao lì xì, còn lo cơm nước rồi chiên đồ ăn đồ quá trời luôn. Từ nơi đó thì quý vị biết rằng á, những đức muốn nêu lên cái này để cho tất cả những người ngồi ở đây á, dù là người sáng mắt hay người khiếm thị, chúng ta đi đến chùa được nghe Phật Pháp nè, rồi chúng ta được có quà nè, đây là cũng là cái nhân duyên đã từng kết với ngôi Tam Bảo. Thì những đức mong á, tất cả những người ngồi ở đây chúng ta đều nên nghe Phật Pháp, đừng có nên gieo cái món nợ của cuộc đời này mà không phải, thì chúng ta sẽ gánh cái hậu quả không phải của cuộc đời mình, chứ nó không mắc vào đâu đâu. Mong cho tất cả những người khiếm thị ngồi ở đây và khắp nơi nơi được nghe, quý vị tiếp nhận pháp môn niệm Phật này, chân thật niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Khi về cực lạc thì không còn khổ đau nữa nha. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị, chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.